Chào mọi người, mình là Jack. Hôm nay mình đang có mặt tại Ahana và chuẩn bị làm một ly cocktail rất là thú vị mang tên là Negroni. Đầu tiên chúng ta sẽ phải sử dụng bình mixing glass. Thì tại sao ly cocktail này thú vị thì chúng ta cùng đến với nó nhé. Đầu tiên thành phần chính của ly cocktail này bao gồm gin, cranberry và sweet vermouth. Gin ở đây mình sẽ sử dụng Bombay. Ở gin thì mình sử dụng 30 ml. Tiếp theo là cranberry. Cũng là 30 ml nha mọi người. Và cuối cùng là sweet vermouth. Rất là thơm. 30 ml nữa nha. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phương pháp stir. Thì ở ly cocktail này có một cái tên gọi khác, chính là ly cocktail của bá tước. Thì tương truyền rằng cái câu chuyện gắn liền của nó có đan xen cùng với vị bá tước tên là Carmelo Negroni. Và trong mỗi lần ông Carmelo Negroni này đến tại quán bar, đến casino của Florence, Ý, thì ông đã nhắc bartender là đổi thành phần chính của ly Americano là soda thành gin để làm cái ly cocktail đó thật là nồng mà mạnh mẽ hơn với cái mong muốn của ông. Các stir. Stir khoảng 12 giây nha mọi người. Tiếp tục câu chuyện vừa nãy thì khi mà mọi người là những cái thực khách ở đó nhìn thấy một vị bá tước sử dụng cái ly cocktail này và họ cũng rất tò mò, họ cũng đã yêu cầu và sử dụng, và từ đó là cái ly cocktail này nó trở nên rất là phổ biến. Và cuối cùng thì thành phần để tạo thêm một hương vị đặc biệt cho cái ly cocktail này, đó chính là vỏ cam vàng. Mà twist nhẹ lên, chúng ta bóp nhẹ để lấy cái tinh chất của cam. Quét nhẹ hương vị lên một chút để thêm hương tạo hương. Hơi xoắn ạ. Và cuối cùng là để 2/3 cái vinh và vỏ cam này vào trong ly. Xin mời mọi người. Chúc ngon miệng và nhớ đừng quên là subscribe và like cho kênh Mia Bartender Camp, cũng như là chờ lý tiếp theo cocktail tiếp theo. Tạm biệt mọi người.